Vâng, xin mến chào quý cô chú anh chị. Mình xin giới thiệu, mình là Thanh Bình đến từ Sound Hit Music. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị một cây guitar mà được săn đón rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Thì đây chính là một cây đàn nằm trong phân khúc cao cấp của hãng Enya. Và đây là cây guitar Enya X4 Pro. Thì cây này mình đã từng review rồi. Tuy nhiên đây là phiên bản mới của năm 2023. Với thiết kế thì nó cũng có khác đi về phần EQ. Cho nên hôm nay mình sẽ review lại cho mọi người cùng xem. Tại sao mình gọi đây là một cây guitar mà được săn đón nhiều? Thì đúng, thực tế nó là như vậy. Vì nó có nghĩa là khi mà những vị khách nào mà đã từng đến shop mà xem và test cây này thì tỷ lệ là 10 người, là cả 10 người đều thích. Bởi vì sao? Bởi vì cái chất lượng về cấu hình nè, thiết kế, rồi kể cả EQ thần thánh, nó làm cho người ta rất là thích. Và đây là một cây đàn mà mình nghĩ là chưa bị khách nào ôm mà người ta là từ chối khi không mua nó. Đó là một điều mình khẳng định chắc chắn 100%. Và rất là, vì nó rất là đẹp. Đây là một dòng sản phẩm mà shop mình rất là tâm đắc luôn. Mà mình nghĩ là tất cả các anh em khác cũng vậy ha. Vì cái chất lượng của nó quá tuyệt vời. Với âm thanh và chất lượng của cây đàn này thì mình nghĩ là nó sẽ ăn đứt những cây đàn có mức giá dưới 30 triệu và trên 20 triệu. Đó là điều mình nghĩ là tất cả những anh em sử dụng rồi họ sẽ đánh giá y như mình. Và đối với phiên bản lần này, nhà sản xuất cũng sẽ tặng kèm cho chúng ta một cái case rất là xịn. Một cái case cực kỳ xịn luôn. Thì cái case này nó nặng lắm nha, chắc cũng phải 7-8kg á. Theo phỏng đoán của mình là 7-8kg một cái case như thế này. Đó, nó giúp bảo vệ đàn. Rất là đã. Và sau cái case này là nó có cái dây đeo. Wow. Cái hộp này nó khác với cái hộp của phiên bản mấy năm trước. 2023 thì cái phiên bản hộp của nó đẹp hơn. Mình cảm giác là nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, xuất sắc. Để mình mở ra cho mọi người cùng xem. Wow. Đây là bên trong ha. Rồi, đây bỏ qua bên đi. Bên trong của nó. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, cực kỳ xịn, cực kỳ chắc chắn. Và cái hộp này nó có luôn cả phần cái chìa khóa, nó nằm ở trên đây nha. Ở đây. Có chìa khóa của cái hộp người ta cất ở đây. Rồi, mình sẽ gác cái hộp vào một bên. Quá đẹp. Đó, cái chỗ này để chúng ta đeo dây, để chúng ta đeo đi nè. Bên cạnh đó thì nhà sản xuất còn tặng kèm cho chúng ta một cái bộ phụ kiện đi theo đàn. Đại loại nó sẽ như là cái này là một cái sợi dây đeo cho đàn, bỏ trong một cái hộp rất là xịn. Đấy, mình sẽ mở ra. Đấy, chỉnh chu chưa ạ? Tiếp nữa là một cái sợi dây jack của hãng. Và cuối cùng đó chính là cái hộp này là hộp dây đeo của cái hộp đàn. Hộp dây đeo của hộp đàn nhé, còn cái kia là hộp dây đeo đàn. Bên cạnh đó thì người ta có tặng cho chúng ta thêm một cái sợi dây sạc nữa. Một sợi dây sạc và một cái chìa khóa của cái hộp. Rồi, chúng ta sẽ quay lại với nhân vật chính. Thì chúng ta sẽ nói về cái phần thiết kế tổng quan. Thì cây đàn này được thiết kế với mặt top phía trước là mặt top sơn bóng. Rất là đẹp. Và có các chi tiết là cái hình lưới tổ ong. Đấy. Quá xuất sắc luôn. Còn phần hông và phần lưng sẽ là màu nhám như thế này, sơn bóng mờ chứ. Hông và lưng là phần sơn bóng mờ. Ok. Ở trên đây cái viền của nó, cái miệng của nó không nằm ở giữa mà nó nằm ở trên đây. Thì cái mục đích của cái việc mà cái miệng đàn nó nằm ở đây thì nó giúp cho nó gần với lỗ tai chúng ta hơn và cái người chơi đàn có thể cảm nhận rõ được âm thanh hơn. Đó, rất là hay. Họ thiết kế cũng khá là chỉnh chu. Rồi, ở đối với phiên bản của năm nay thì cái EQ nó cũng đã khác. Trên cái EQ người ta có tích hợp cho chúng ta một cái tuner để đo dây. Cái mà những phiên bản trước nó không có ha. Thì có máy đo dây ở đây, rất là hay. Đấy. Và điều đặc biệt là cái EQ này chúng ta không cần kết nối ra loa vẫn có thể sử dụng được tất cả các hiệu ứng. Đó, hay chưa ạ? Rất là tuyệt vời nha, nghĩa là chúng ta chỉ cần kích hoạt cái EQ này lên, nó sáng đèn lên và chúng ta có thể xài hiệu ứng.
Đấy, hay, quá hay. Đấy. Rồi tí nữa mình sẽ đi sâu về phần hiệu ứng này ha. Rồi bộ khóa của đàn cũng rất là đẹp nha. Một cái đàn mà quá ư là xịn. Và cái dòng đàn này thì nó vẫn là dòng đàn mà thiết kế chúng ta có thể tháo rời cần đàn một cách độc lập. Đấy. Tháo rời một cách độc lập ra. Nhưng mà mình khuyên là thôi, nếu mà không có nhu cầu thì mình cũng chả cần tháo làm gì. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần cấu hình của cái đàn. Thì cái đàn sở hữu mặt top phía trước là mặt top carbon fiber. Thì theo thông tin của nhà sản xuất thì mặt trước của nó là tới 95% là carbon fiber. Với cấu trúc là carbon fiber này thì nó giúp cho cây đàn của chúng ta nó bền và có tuổi thọ cực kỳ cao. Nghĩa là chúng ta mua và chúng ta có thể để dành cho đời con, đời cháu, đời chắc của chúng ta xài. Thực tế là vì nó là như vậy. Vì cái mặt này nó chống cong vênh rất là tốt nhé. Với kết cấu của carbon này thì anh em nào mà học hóa thì chúng ta cũng biết rồi ha. Cấu trúc của carbon fiber thì nó có cấu trúc gần giống như là kim cương, cho nên kết cấu của nó rất là chắc chắn. Đấy. Độ bền của nó rất là cao, nên tỷ lệ chống va đập, chống bể vỡ, chống nước, chống nhiệt độ nó rất là tốt, rất là bền. Bên cạnh đó thì Enya là một trong những thương hiệu guitar rất là thành công trong quá trình làm đàn từ carbon. Có nghĩa là trên thế giới vẫn có rất là nhiều hãng đàn người ta làm đàn từ carbon, nhưng mà có hãng thì thành công và có hãng thì không thành công. Thì những hãng nào mà người ta làm thành công thì giá thành cũng rất là mắc. Đâu đó mình nghĩ là cũng vài trăm triệu một cái đàn làm từ carbon. Đấy. Còn Enya thì nó đã thành công rồi. Cho nên mình thấy những sản phẩm của Enya người ta làm từ carbon rất là đẹp. Còn phần hông đàn và phần lưng đàn thì được làm từ carbon, cũng là carbon. Và đây là carbon composite. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Này thì khi mà cái tỷ lệ mà va đập, nó chịu va đập rất là tốt. Tuy nhiên là mình cũng chẳng ai mà muốn mà đàn mình bị va chạm cả. Nhưng mà xác suất xui rủi thì nó có va đập thì tỷ lệ là nó bị hư hỏng rất là khó nha. Đấy, rất là tuyệt vời. Cần đàn cũng là cần đàn carbon. Và phím đàn cũng là phím carbon luôn anh em nhé. Nghĩa là trên cây đàn này nó không có chi tiết nào là bằng gỗ cả, bằng carbon toàn bộ. Và trên cái miệng đàn thì nó có viền một cái lớp kim loại hay là gì đó. Đó, màu vàng rất là đẹp, rất là óng ánh. Rồi, bộ khóa nè. Bộ khóa kim loại mà màu vàng rất là đẹp luôn. Có logo của hãng ở đây. Nói chung đây là một cây đàn rất là xịn mà mình rất là tâm đắc. Dây trên đàn được gắn là dây Elixir. Đó, để khẳng định cho chúng ta thấy là với một cái đàn xịn như thế này thì bộ dây đi kèm đàn phải xịn theo. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về phần âm thanh của cây đàn. Thì đầu tiên sẽ là âm thanh mộc. Mình sẽ cho các bạn nghe cái âm thanh mộc của cây đàn trước ha. Với chất lượng âm thanh của cây đàn này thì mình và những người mà đã từng sử dụng qua cây đàn này, họ có một cái nhận xét chung là cái âm thanh của nó có thể hơn
hoặc là bằng những cây đàn có mức giá dưới 30 triệu và trên 20 triệu. Chắc chắn đó là điều chắc chắn các bạn nhé. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần EQ của cây đàn, âm thanh hiệu ứng. Và bây giờ là ở trạng thái chúng ta không kết nối ra loa và mình sẽ test cái hiệu ứng của cây đàn này. Đó, bao gồm hiệu ứng delay, reverb, chorus và mid, vân vân. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi đến với hiệu ứng reverb trước các bạn nhé. Và chúng ta sẽ vặn nút bên phải ở dưới cùng lên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với hiệu ứng chorus. Đây là hiệu ứng làm cho tiếng đàn chúng ta lượn sóng và rất là hay ha. Chúng ta sẽ vặn nút dưới cùng bên phải lên ở mức dưới 12 giờ nhé. Đó là của chorus các bạn nha. Ok. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi đến với hiệu ứng delay. Thì đây là một hiệu ứng giúp cho tiếng đàn của chúng ta nó lặp lại và rất là hay các bạn nhé. Cũng là nút bên phải dưới cùng và lần này chúng ta vặn từ 12 giờ cho tới 5 giờ là của delay. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết nối cái EQ này ra loa để chúng ta test cái âm thanh EQ của cây đàn này. Đó, cũng như là âm thanh hiệu ứng khi mà chúng ta cho ra loa các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hiệu ứng reverb khi kết nối EQ ra loa. Tiếp theo nữa mình sẽ điều chỉnh về hiệu ứng chorus các bạn nhé. Đây là hiệu ứng làm cho tiếng đàn của chúng ta lượn sóng như mình đã nói lúc đầu đó các bạn. Cuối cùng sẽ là hiệu ứng delay, hiệu ứng giúp làm trẻ tiếng và lặp lại tiếng. Ok nhé. Và cuối cùng sẽ là hiệu ứng mid, có nghĩa là hiệu ứng bắt tiếng gõ thùng. Vì đây là đàn mới nên mình sẽ gõ thùng nhẹ thôi các bạn nha.
Vừa rồi là tổng thể về thiết kế, cấu hình, chất lượng, âm thanh mộc có hiệu ứng và âm thanh EQ của cây đàn này. Và hiện tại shop mình đang bán cây đàn này với giá niêm yết của hãng là 17 triệu. Và anh chị em nào có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ với mình qua Zalo hoặc là số điện thoại 0373744385. Hoặc anh em nào có nhu cầu test đàn và trải nghiệm trực tiếp thì đến shop của mình tại địa chỉ là Sound Hit Music 7/47 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và bên mình có những ship code toàn quốc cho những anh em nào ở xa, thì anh em nào ở xa có thể liên lạc với mình. Và sau khi hàng đến tay của anh em thì anh em được quyền mở ra kiểm tra, sau đó chúng ta mới thanh toán tiền cho nhân viên ship hàng. Và mình xin kết thúc clip ở đây, xin hẹn gặp lại các anh chị em trong những clip sau. Xin thân ái chào tạm biệt.